quý phụ huynh, tiếng Anh hiện nay là một trong những chìa khóa giúp trẻ học hỏi, phát triển bản thân và tự tin vươn cao ra thế giới. Và việc lựa chọn một môi trường ngôn ngữ phù hợp, an toàn với con trẻ là mối quan tâm của các bậc phụ huynh. Sau gần 5 năm hoạt động và phát triển, Alo Kiddy đang là chương trình học tiếng Anh trực tuyến hàng đầu được hàng triệu phụ huynh tin tưởng và lựa chọn cho con em mình. Để học tập hiệu quả tại alokiddy.com.vn, ba mẹ cùng các bé theo cách như sau. Sử dụng trình duyệt Chrome hoặc Cốc Cốc trên thanh địa chỉ ba mẹ gõ alokiddy.com.vn. Trường hợp ba mẹ đã có tài khoản, ấn đăng nhập, tiến hành nhập thông tin tên đăng nhập, mật khẩu. Ba mẹ đã mua khóa học của Alo Kiddy có thể ấn vào mục kích hoạt COD, nhập mã số thẻ và ấn kích hoạt để mở toàn bộ khóa học đã mua trên tài khoản này. Với những quý phụ huynh lựa chọn tiếng Anh tự học cho bé bao gồm 3 khóa học. Khóa học đánh vần tiếng Anh cho trẻ nhỏ giúp các con làm quen phát âm chuẩn bảng chữ cái trong tiếng Anh. Tiếng Anh theo chuẩn Cambridge Young Learners chia thành các cấp độ từ dễ đến khó, từ trình độ Pre-Starters 1 đến Flyers 1, giúp các bé phát triển toàn diện cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Tiếng Anh theo chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo được thiết kế song song với lộ trình học tại trường. Với những bé ở độ tuổi mẫu giáo chưa biết mặt chữ, ba mẹ có thể lựa chọn khóa học đánh vần Phonics. Alo Kiddy đã chia làm 2 khóa học đánh vần, với đánh vần lớp 1 gồm 26 bài học được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, với mỗi bài bao gồm các mục. Nếu như đánh vần lớp 1 đi vào giới thiệu cơ bản tổng quát các âm thông dụng của các chữ cái, thì đánh vần lớp 2, 3 sẽ giúp các bé luyện phát âm chi tiết và cụ thể hơn thông qua 40 bài học. Với các chữ cái có các cách phát âm khác nhau, khóa học giúp các bé nhận biết và luyện tập thực hành phát âm. Ngoài ra, các con có thể luyện phát âm từ vựng tiếng Anh thông qua phần mềm luyện phát âm chỉ có riêng tại Alo Kiddy. Fish. Với chương trình tiếng Anh theo chuẩn Cambridge mới, mỗi cấp độ bao gồm 3 phần học chính: bài học chính, khóa ôn tập, trò chơi, truyện. Phần bài học chính là danh sách các bài học được thiết kế theo chủ đề riêng. Ba mẹ xem một bài học mẫu nhé! Các video bài học được xây dựng với nội dung thú vị, hình ảnh sinh động nhằm kích thích trí tưởng tượng của bé và giúp bé tiếp thu nội dung bài học tốt hơn. Mục từ vựng. Khóa học trang bị cho bé 2.000 từ vựng thông dụng bằng phương pháp học thông qua hình ảnh trực quan sinh động. A heavy truck. Phần luyện đọc. Giáo viên bản ngữ hướng dẫn bé cách phát âm đúng các từ vựng được học. Hello kids, how are you today? Phần ngữ pháp cung cấp khoảng 300 mẫu câu thông dụng cho bé trong suốt khóa học. Ở phần luyện phát âm, Alo Kiddy sử dụng công nghệ nhận diện phát Car. Âm cho phép học viên thu âm từ, câu hoặc đoạn văn bản. Các bước thực hiện rất đơn giản. Học viên chỉ cần click vào biểu tượng thu âm và đọc. Phần mềm sẽ chỉ ra cho người học chính xác đến từng ký tự hoặc từ mà người học phát âm đúng hoặc sai so với nội dung từ, câu hoặc đoạn văn bản mẫu. Phần nghe, hiểu, luyện đọc, luyện viết. Trên 400 dạng bài luyện viết, luyện nói được đội ngũ giáo viên trực tiếp chữa bài, gửi hướng dẫn và nhận xét học tập cho bé. Tài khoản đã mua khóa học được hỗ trợ tính năng sửa bài của giáo viên. Đặc biệt, với phần luyện nói, bé có thể nâng cao kỹ năng nói và phản xạ tiếng Anh thông qua việc thực hành hội thoại với robot và trả lời các câu hỏi. I've got lots of fish. Come on, Felix. I don't like fishing. I like reading. Để tăng thêm hứng thú cũng như giải trí, thư giãn cho bé trong quá trình học, Alo Kiddy còn thiết kế các trò chơi và bài hát độc quyền theo từng chủ đề bài học. Để theo dõi và quản lý được việc học tập của bé, phụ huynh có thể xem điểm số mà bé đạt được ngay trên mỗi bài học. Và sau hai bài học sẽ có một bài kiểm tra định kỳ. Các bài kiểm tra định kỳ được thiết kế mô phỏng theo kỳ thi chứng chỉ Cambridge. Ba mẹ và bé có thể nhận kết quả ngay sau khi làm.
tiếng Anh theo chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo được thiết kế song song với lộ trình học tại trường, bám sát sườn chương trình tiếng Anh sách giáo khoa của bé để bé có một nguồn tài liệu ôn luyện chuẩn xác nhất tại nhà. Với chương trình tiếng Anh cùng giáo viên tại Alo Kiddy, sau khi đăng nhập bằng tài khoản cá nhân vào website, phụ huynh vào mục lớp học của bạn để tham gia khóa học trực tuyến với giáo viên. Tại đây, học viên sẽ được kiểm tra đầu vào để phân trình độ, lựa chọn lớp học phù hợp với khả năng ngôn ngữ của học viên. Để học tập tốt nhất tại Alo Kiddy, phụ huynh nên cho con ngồi học ở một nơi yên tĩnh, sử dụng tai nghe chùm đầu có gắn mic và có đường truyền mạng ổn định. Chúc phụ huynh và các bé có những giờ học hiệu quả tại Alo Kiddy. Hẹn gặp lại phụ huynh và các bé ở những video hướng dẫn tiếp theo.